Hello, chào tất cả anh em đã đến kênh Nguyễn Vũ Audio. Kênh bên em chuyên mua bán mặt hàng âm thanh bãi Nhật Mỹ lục hàng anh em. Và tiếp sau đây hôm nay giới thiệu với anh em được một ít dòng mixer anh em ha. Dòng mixer Yamaha và Golang. Những cái dòng này là giá bình dân anh em. Nói chung hay trong tầm giá luôn nha anh em. Dường như thị trường bây giờ những dòng mixer này là nó thông dụng luôn anh em. Dường như chưa có cái dòng nào mà rẻ mà nó hay hơn cái dòng này chứ. Em khẳng định anh em 100% luôn. Đây, bên em cũng chuyên dòng về làm mixer nha anh em, làm đủ loại ha. Thì bên em cũng đăng nhiều cho anh em, không em bên em không có làm từng cái. Nhưng mà những cái dòng nào bên em bán anh em có thì tình trạng nó đẹp đẹp, xấu là xấu nha. Thì dòng này bên em vẫn có nhiều nè. Dòng nó vẫn có nhiều anh em ha. Mà mấy dòng này thì em còn chỉ có một cái hai cái thôi anh em ha. Cái này cũng vậy thôi, cái này còn có hai cái thôi. Cái này còn một cái duy nhất, còn này còn hai cái. Rồi thì để nói chung nói về để cho anh em hiểu về những dòng mixer này ha. Tất cả những dòng này thì cũng có xài điện 220 và điện 100 anh em. Chút xíu em sẽ nói anh em cái nào 100 nào 220 anh em cứ xem là mua ha. Thì hôm nay thì thẳng định anh em luôn, nói về dòng mixer bên em thì chuyên anh em làm có đủ dòng. Rồi đó em khẳng định anh em luôn. Thì anh em cứ nhu cầu cần thì alo thì nhớ đến em thôi. Thì bên em bán thì anh em cứ yên tâm, có tiền là hàng đi thôi anh em, khỏi lo ha. Thì nói để cho anh em hiểu thôi ha. Thì bắt đầu em đi vào giới thiệu đến anh em về những dòng mixer ha. Thì đây là con mixer này Yamaha AW2816 anh em. Con này xài điện autovol anh em ha. Con này xài là tổng cộng nó là 8 order, là nó 8 đường vào. Thì dòng này là xài 2 FS nha anh em, FS1 và FS2 nằm đây. Còn hướng dẫn thì anh em cứ mua đi, bên em hỗ trợ anh em từ A đến Z, anh em khỏi yên tâm. Cái nào em bán em nào em biết thì em sẽ em hướng dẫn hết, anh em cứ yên tâm ha. Nhưng mà anh em lưu ý nha, những dòng mixer nào anh em mua bên em hướng dẫn nha. Còn anh em mua chỗ nào anh em tự mua đó, tự và hỏi người ta nha. Tại mình không có thời gian mà mình để đi mình chỉ cho những anh em cái vụ đó nha anh em ha. Mua bên nào thì anh em tự xử bên đó ha. Bên em chỉ hỗ trợ bên em thôi nha, anh em lưu ý nha. Mỗi con mixer đều có số seri trong đó anh em ha. Thì những dòng em bán em đều lưu mixer seri. Anh em nào chụp đúng seri trong cái danh sách em có thì em sẽ cho anh em cái đó ha. Còn mà nếu mà nói về phụ kiện, anh em cứ cần gì thì cứ alo bên em đi, cái nào có thì em sẽ báo có, nào không thì báo không, anh em yên tâm. Nói về mixer sau này số tất cả em sẽ để phụ kiện sẵn, thì thứ nhất là bán cho anh em, thứ hai là em mua về để thiếu hoặc hư này kia em thay vô là để em bán cho cái mixer đó, nó là hoàn toàn chạy full chức năng, anh em hiểu không? Đó thì anh em nhu cầu cần thì liên hệ ha. Đây là con mixer Golang Yamaha AW2816 anh em ha, xin lỗi. Rồi còn đây là con Yamaha AW4416, con này là tổng cộng 16 lay anh em. Tới đây là 16 lay anh em lưu ý nha. Những cái dòng này thì anh em khỏi nói, dòng 2FS. Con này xài điện 100V anh em, điện 100V anh em lưu ý. Rồi xong thì tới đây là con Yamaha ha. Con Yamaha này AW11600. Dòng này nó xài được cũng là 16 lay, nhưng mà nó chỉ đường vào được 8 lay thôi nha anh em. 8 lay nha. Con này cũng là 2FS. Con này xài điện autovol, nó xài nguồn adapter anh em, adapter ha. Anh em lưu ý nha. Còn có gì anh em muốn quay về phía sau anh em cứ gõ AW1600 lên trên mạng đều có, người ta sẽ quay từ chi tiết. Thì anh em có gì anh em muốn xem chi tiết cái con mixer đó thì anh em cứ gõ, như anh em thích con AW16600 anh em gõ lên, hoặc anh em cần thì em cho anh em cái like, anh em cái coi từng cái kênh đó luôn. Thì bên em có làm bên cái clip mà con đăng từng con mixer mà giới thiệu về chi tiết anh em ha, là Vũ Mixer Go anh em ha. Cái đó là cái kênh mới của em đó nha. Anh em cứ đăng về đó anh em tìm hiểu ha, thì em sẽ hướng dẫn từng chi tiết từng con mixer hôm nay. Thì những con mixer trên đây đều những cái đủ là dòng, thì em sẽ lấy ra một cái em sẽ làm từng chi tiết về cái con mixer đó luôn. Thì để cho sau này mình cứ bán cứ đưa like đó, anh em cứ nhìn nó tự mà cài đặt nha. Rồi đây là con, đây là anh em lưu ý nha, AW1600 ha. Còn đây là con Yamaha nha anh em, 01X nha anh em ha. Ông 1X con này là cũng là 8 lay anh em ha, 8 lay. Con này 8 lay cũng 2FS nha anh em. Dòng này là cũng xài điện autovol, xài nguồn adapter điện autovol, điện 220 110 được hết. Anh em lưu ý ha, sẽ cũng là 2FS nha. Dòng này là dòng phổ thông. Anh em lưu ý. Đó, mấy dòng này là dòng anh em lưu ý ha, cái dòng này là mixer, cái mấy cái fader này fader cơ nha, không có đẩy được nha anh em. Còn như con 22 cái con 46 này là fader tự động nha anh em, fader tự động tự lên tự xuống được.
anh em lú nha. Còn cái con này thì AW16R AW16G, con này cũng là 8 lay nhưng mà nó tới 16 lay anh em. 16 lay này là mình để xài xài cái thiết bị tín hiệu CT. Anh em lưu ý cái AW16 này thì nó cũng là 8 lay anh em, nó điện auto vol, xài AW16G anh em lưu ý nha, xài AW16G. Anh em lưu ý nha. Đó, thì con này thì cũng là 2 phase nha anh em. Tất cả hôm nay em bán, sau này tất cả dòng mixer phải làm 2 phase bán mới được nha anh em. Một cái phase nó không hay. Anh em lưu ý ha. Cái đây là những cái dòng hôm nay em đăng, những cái dòng là dòng giá bình dân nha anh em, giá bình dân. Giá nó có 7 triệu trở lại nha. Thì đó, anh em lưu ý rồi, nên nó không có mà thuộc gọi là bình dân. Anh em cứ chơi nó đi, rất hay. Còn đây là con Gomix 01, con này thì 16 lay độc lập luôn nha anh em. 16 lay độc lập CT. Con này là chạy điện 100V nha anh em, điện 100V anh em lưu ý nha, điện 100V. Con này cũng là 2 phase, con thì con mấy con này thì anh em hỏi nói ha. Thì em cố tình em sắp lên những cái dòng này là mixer với giá bình dân, giá 7 triệu cho lại một con. Anh em lưu ý ha. Rồi xong tới cái dòng mixer Golang VW3001R, anh em lưu ý 3001R nha. 3001R con này cũng là 8 lay, xài điện autobone. Cái này xài nguồn điện kim trực tiếp nha. Rồi anh em cứ gõ model lên thì trên mạng sẽ có nhiều anh em sẽ nói về con này ha. Còn anh em mua mà bên em sẽ hỗ trợ anh em setup đầy đủ cho anh em cứ xài thôi. Hỏi lo mà chuyện xài không được, hỏi lo. Nó em nói được thì em sẽ làm được nha anh em. Còn đây là con Golang VS1680. Con này là cũng 8 lay anh em ha, nhưng nó tới 16 lay đường này ha. Nó 16 lay tại vì nó hai máy đường này đường CT. Thì con này là màn hình màu, điện autovol, ghim vô trực tiếp, nguồn dòng này nguồn autovol, điện 110-22 xài được hết nha anh em. Con này cũng vậy luôn, điện nguồn trực tiếp nha. Nguồn trực tiếp là sao? Nguồn trực tiếp là nó có cái lỗ mà ba cháu này ghim vô là xài điện, là điện autovol, xài điện nguồn trực tiếp. Anh em lưu ý, giống như cái con nó nguồn trực tiếp nè. Đó, nó để anh em hiểu ha. Thì dòng này thì anh em khỏi hỏi chê đi. Dòng này là dòng thông dụng nhất, anh em cứ xài đi ha. Giá thì anh em cứ yên tâm, đồ em thì tiền nào của đó, chất thì chất ha, anh em đừng có ham rẻ ha, em nói trước tiền nào của đó em nói rất là nhiều ha. Đó thì dù nó đẹp thì nó giá đẹp, xấu bán siêu giá xấu, cái mình mua ra mạng cũng vậy thôi. Rồi anh em cứ coi mấy dòng mixer này em nói anh em hiểu ha. Đó, dường như mấy dòng này là nó là thông dụng nhất giờ anh em, thông dụng nhất luôn, bán chạy nhất luôn. Này lâu em đăng, chúng cố tình em đăng gom một thứ để em bán để cho giới thiệu anh em biết. Thì bên em có bán những dòng mixer đó anh em hiểu ha. Thì giống như con này là AW2816 nè, con này 4416 nè, con này X01 nè, con này là 1006 nè, con này là AW16G nè, con này Gomix 01 nè, thì con này Golang 1680 nè, rồi con Golang 3001 nè. Bên em còn mixer cao cấp nữa nha anh em, còn như là O3D, rồi nói chung cái con cấp thì em sẽ đăng phía sau. Anh em lưu ý ha. Thì tại vì lâm cỡ này mình gom cái dòng này xong thì anh em nào mua thì em cứ soạn ra thì em test lại cái là em gửi đi ha. Còn có gì là anh em nào cần làm việc kiêng thì em sẽ inbox vô đó. Anh em nào cái giá thì trong đây cũng nói anh em rồi ha. Tất cả đống này đều là 7 triệu, anh em lưu ý ha. 7 triệu trở lại không có hơn anh em. Đó, anh em nào mua con nào có cần thì mà cứ vào alo anh em ha. Anh em có thủ 7 triệu là được có một mixer xài xịn luôn, dòng 2 phase. Nếu chung nói về dòng này thì anh em chơi vang số cao cấp anh em, cũng gọi mixer cũng gọi là gồ rồi. Vang số hay cỡ nào nó cũng thuộc là chẳng là vang số thôi nha, không thể nào so sánh với mixer được anh em. Về những dòng này anh em ca tiếng nó thật, rất là thật. Vang số chẳng qua nó được độ nhạy, nó anh em nghe kỹ đi, nghe kỹ vang số đi, rồi nghe kỹ bên cái con mixer đi, cái độ nhạy nó khác, cái độ cái tiếng nó thật hơn nhiều. Còn mình như vang thì nó giống như mình ca mình, cái độ mà vang nó giống như là nó bị méo tiếng vậy nè. Nó thật nói để cho anh em hiểu luôn, không phải nói để bán đâu anh em, đó em thật sự cho anh em luôn. Thì tại vì anh em hiểu cái này là đồ này là dạng như là hàng ta làm, là hàng này cái tiền giá tiền nó rất là cao hơn con vang số rất là nhiều. Chẳng qua nhiều con quan số người ta nhập về giá nó có 5 triệu nhưng mà người ta bán lên 7, 8 triệu, 9, 10 triệu. Nên nó đẩy cái giá mức đó cao lên. Thực chất là con mixer số này nó mới, nó mắc lắm anh em, không rẻ đâu. Do nó về hàng này, hàng nó đã qua đời nên nó bán giá rẻ. Thì mua về mình hát thì anh em cứ chơi nó bền. Nói chung nói về nó bền lắm. Quan số này thời gian cũng chết, mấy em chip hết trơn anh em.
Em bên em cũng chuyên giờ làm điện tử, anh em cũng hiểu rồi. Cái dòng nào chuyên nghiệp em làm hoài anh em ha. Nói chung tóm lại anh em nào có nhu cầu cần mixer số thì những dòng nào đó thì cứ gặp ở đây, thích thì alo bên em ha. Rồi anh với anh em cứ gì tìm hiểu trên trên mạng và trên chỗ mọi anh em ha, tìm hiểu về dòng mixer đi ha. Nào hay thì có nhu cầu cần thì liên hệ bên em. Rồi xong em cũng giới thiệu anh em những dòng mixer này ha. Em cũng kết thúc video. Hẹn anh em những video kế tiếp nha anh em. Xin chào anh em.